chậm như thế này. Đấy, tốc độ là cực chậm luôn. Đấy, nó lên được 200, hơn 200 volt rồi nhá. Đấy, nói chung là rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là chiếc mặt mọi người, đây là một chiếc xe đạp điện. Nó là chiếc xe đạp điện bình thường rồi nhá. Đấy thì chia sẻ mọi người, em mua về để em nghiên cứu và em sẽ chế cháo. Em thấy video này hay, hữu ích thì em sẽ chia sẻ tới mọi người cái cách mọi người biến cái động cơ xe đạp điện này thành cái máy phát điện công suất lớn mọi người nhá. Đây mà này, đây nó là động cơ điện 3 pha mọi người này. Đấy, động cơ điện này nó là động cơ điện 3 pha công suất lớn mọi người nhá. Đấy thì chia sẻ mọi người để cách mọi người biến cái động cơ này thành cái máy phát điện công suất lớn thì em sẽ chia sẻ tới mọi người. Mọi người hãy xem hết video để xem cái cách làm của em mọi nhá. Ở đây mọi người này, ở đây thì mọi người quan sát thì là cái động cơ này mọi nhá. Đấy là nó có gồm có 5 dây. À quên, xin lỗi, không phải 5 dây mà là 8 dây mọi người nhá. Đấy, nó có 5 cái dây nhỏ mọi người này, 5 dây tín hiệu này. Đấy. 5 dây tín hiệu của IC Han về IC đồ tốc. Mình không quan tâm những dây nhỏ mà mình chỉ quan tâm đến dây to này mọi người nhá. Đấy. Dây to thì nó có 3 màu. Màu xanh lá và xanh nước biển và màu vàng mọi người nhá. Đây là cái dây nguồn, nguồn chính của động cơ. Đấy, mình cấp điện vào đây là nó cũng có thể chạy được. Nhưng phải sử dụng IC đầu tốc mọi người nhá. Đấy, còn nếu mình không sử dụng máy phát điện thì mình chỉ sử dụng ba cái đầu dây to này thôi mọi người này. Đây mọi người. Ở đây thì em sẽ chuẩn bị và test cho mọi người cùng thấy mọi nhá. Đây là cái quạt này. Quạt này là quạt 220V mọi nhá. Quạt này nó 560W thì đấy. Đấy, cổ rất là to này, được trước em chế vào đây em nghịch. Đây là cái tụ của quạt mọi này. Đấy, tụ này tụ 2mm đấy. Đấy, tụ 2mm mọi nhá. Tụ là 2mm, được trước là em làm nó vôi vữa, nó bám vào cái tụ này. Đây mọi nhá, và em sử dụng những cái bóng đèn 220V. Mỗi quả này là 20W. 20W một quả mọi người này, đây này. Đấy, thông số 20W. Và ở đây thì quan trọng nhất là mình phải có cái biến áp này mọi nhá. Đấy, biến áp này là biến áp em lấy ở UPS. Nói chung là biến áp nào cũng được mọi nhá. Mọi người muốn công suất lớn thì mọi người cần sử dụng một cái biến áp to mọi nhá. Đấy, cái biến áp UPS này nó công suất nó chắc chỉ được 300W thôi mọi người này. Đấy thì đây nó là động cơ 3 pha mọi người nhá, thì là nó ra 3 đầu dây. Ở đây thì nếu mọi người không đấu lối lại dây ở trong cái động cơ như thế này. Đấy thì là cái điện áp nó ra nó thấp mọi nhá. Điện áp nó ra thấp thì mình sử dụng một cái biến áp này. Đấy, nó như kiểu là một cái kích điện mọi nhá. Đấy, nó như một cái kích điện. Ở đây là cái điện áp nó phát ra là điện xoay chiều mọi nhá. Ở điện áp phát ra là điện xoay chiều, và mình có sử dụng một cái biến áp ngoài để mình nâng cái điện áp lên. Đấy, nâng cái điện áp lên. Đấy, ở đây thì nó có mấy cái đầu dây này thì mình chỉ quan tâm đến 2 đầu dây thôi mọi người nhé. 2 đầu dây thôi thì mình chỉ lấy cái điện áp 15V hoặc là 12V mọi nhé. Ở đây nó có 3 dây to mọi này. Đấy, 3 dây to này, dây giữa này, dây giữa là dây chung này, còn là dây hai bên cái ở cái vu pet này này người ta quấn 12V. Đấy, 12V. 12V thì em sẽ sử dụng như thế này. 12V thì mình có thể đây, từ từ đây mọi nhá. Ở đây thì em test cho mọi người thử đây. Đây là một cái bóng đèn là 12V. Đấy, bóng đèn bé này thôi nhưng mà tuy thế thôi nhưng mà công suất nó rất là lớn mọi nhá. Đấy. Đây mình có thể đấu như này và mình quay. Đấy mình nhá. Quay bánh xe như này này. Đấy. Đây mình nhá. Đây này. Đấy. Mình quay bánh xe như này là nó có thể sáng được rồi mọi nhá. Đấy, như cái điện áp nó phát ra chỉ khoảng được 12V thôi mọi nhá. Đấy. Tốc độ tương đối một tí thì được 12V, mà chậm hơn thì là nó sẽ không được 12V, và nhanh thì nó cũng vẫn sẽ được hơn 12V. Để nâng được cái điện áp cao mọi nhá. Nâng được cái điện áp cao thì mình sử dụng một cái biến áp như này. Đây là biến áp sắt mọi nhá. Biến áp sắt này nó có mấy đầu này. Đấy. Ở cái UPS này như này là nó có 3 đầu dây mọi nhá. Ở đây thì mọi người sử dụng 2 cái dây này. Đấy, nói chung là 3 đầu dây thì nó là động cơ 3 pha thì dây nào nó cũng có điện mọi nhá, nhưng mà mình chỉ sử dụng được 2 dây thôi. Đấy, 2 dây thôi thì mình em sẽ lối vào một đầu này và một đầu này mọi nhá. Thì có nghĩa là em đang đấu ở cái chế độ là 15V mọi nhá. À, chế độ là 24V, xin lỗi. Chế độ là 24V. Đấy, dây này mới này, hai dây này thì là 12V mọi nhá. Và hai dây này là cũng là 12V. Thì mình sẽ lối tiếp nhau như thế này thì nó sẽ được 24V mọi nhá. 24V. 24V nào, em quay mày này. Đây em sẽ để cái đồng hồ này ở cái thang đo điện xoay chiều mọi nhé.
và em sẽ quay cái bàn đạp này. Đấy. Và em sẽ quay cái bàn đạp cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người này. Ở đây thì là em cái điện áp đầu ra của cái biến áp mình nhá. Có nghĩa là cái nguồn vào 220V của biến áp thì bây giờ mình làm đầu ra. Và đầu ra của biến áp thì mình làm đầu vào mọi người nhá. Đấy. Mình quay ngược lại như thế nhá thì nó sẽ chuyển đổi ngược lại. Ở đây thì em sẽ có một cái đồng hồ. Đấy, để đo cho mọi người cùng xem điện áp vôn nó ra là bao nhiêu vôn mọi người nhá. Đây, bao nhiêu vôn. Cái đồng hồ này. Đồng hồ của em nó không có đèn nhỉ. Không có đèn. Đây mọi người nhá, đây là cái đồng hồ đây. Hiện tại là nó không có điện áp này, nó là 00V mọi người nhá. Em quay cái bàn đạp này này. Em quay như này nhá. Đấy, và mọi người nhìn vào cái đồng hồ này. À quên, xin lỗi, em đi đang để cái đo thang đo Hz mọi người nhá. Đây xin lỗi, đang để cái Hz này. Thang đo Hz đo tần số mọi người này. À đây mọi người này, quay chậm này. À tần số nó như quay chậm như này là tần số 58 Hz mọi này. Đấy, 58 Hz. Nói chung là cái tần số điện lưới của mình nó dao động từ 50. Nhưng mà cái thiết bị của mình nó chạy được từ 50 đến 60 Hz, hoặc thậm chí hơn nó vẫn chạy được một nhá. Hơn một chút nó vẫn chạy được bình thường. Ở đây là em đo vôn, vôn xoay chiều. À đây. Vôn xoay chiều thì mình vẫn để thế này và chỉ để sang cái chế độ đo đo điện áp này nhá. À đo vôn đây, đo vôn đây. Đây em quay mày này, quay bàn đạp nhá. Đây quay bàn đạp như này, quay chậm chậm như này nhá. Đây mọi người nhìn đồng hồ này. Đấy, 200V bình thường mọi nhá. 200V này. Mọi người nhìn thấy đồng hồ chưa? Ở đây em quay là tay nó hơi run nhỉ. Này quay chậm nhá, quay cực chậm nhá. 200, hơn 200V mọi này. Hơn 200V. Đây mọi nhá, đây là cái đồng hồ này. Đấy, em quay này. Mọi người nhìn đồng hồ này. Đấy, nó quay chậm như thế này. Đấy, tốc độ là cực chậm luôn. Đấy, nó lên được 200, hơn 200V mọi nhá. Đấy, nói chung là quay nhanh hơn thì nó có sẽ đạt được hơn mọi nhá. Đấy, quay nhanh hơn một tí này, 300V này. Đấy, tốc độ chậm chậm như này này. Chậm chậm này như này thì nó được hơn 200V mà này. Nói chung là cái tốc độ quay nó không đều thì điện áp nó có thể lên xuống. Nó bị lên xuống nhá. Ở đây em sẽ sử dụng bóng đèn 220V mà nhá. Đây là bóng đèn 220V, 5 quả mà nhá. Đấy, và em sẽ cắm nó vào đây. Đấy, 5 quả này này. 5 quả mà nhá. Đấy, và em sẽ đạp. Sẽ đạp cái em sẽ đạp cái bàn đạp này nhá. Em sẽ đạp cái bàn đạp này này. Đây mình nhá, em đã cắm điện trực tiếp nhá, đầu ra của biến áp này. Đây, là như này. Đấy, bóng đèn 220V này. Em đạp xem này. Đấy mọi người thấy chưa? Bóng đèn sáng bình thường rồi nhá. Đấy, bóng đèn sáng bình thường luôn. Và em sẽ thử cái quạt này này. Đấy, cái quạt này thì phải đúng tần số nó mới chạy được nhá. Đấy, nó hoạt động ở 50 Hz là cái điện lưới dân dụng của mình mọi nhá. Đấy, cái quạt này là quạt quạt cơ bình thường mọi nhá. Quạt cơ bình thường này, nó có tụ này. Đấy. Bỏ cái này ra. Rồi em cắm điện vào đây rồi nhá. Rồi để cho nó không chạm này, để gọn ra này. Rồi không chạm nhá. Và bây giờ em sẽ đạp xe mình nhá, mình xem cái quạt này nó quay này. Nó quay mình nhá, nó quay bình thường luôn. Đây, em sẽ đạp xe. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cái quạt quay tít mù mà nhá. Đấy, úi giời. Đây là cái cách mà mình biến cái động cơ xe điện mà nhá. Đấy, biến cái động cơ xe đạp điện thành cái máy phát điện công suất lớn. Đó là cái bí quyết này đây mọi nhá. Đấy. Đấy thì vì ở video trước thì em đã chia sẻ mọi người cách đấu lối cái động cơ này. Lại nhưng mà nhiều người thực hiện được và nhiều người không thực hiện được mọi nhá. Và có cái cách này đơn giản hơn. Đấy, mình sử dụng cái biến áp ngoài. Đấy, không cần phải phức tạp gì mọi người nhá. Mọi người chỉ cần kiếm một cái biến áp 12V
hoặc 15V hoặc 24V, mọi người đấu như thế này. Ở đây nó có 3 pha thì mình đây mới gọi là một pha vậy nhá. Mình có thể sử dụng 3 cái biến áp này cùng một lúc mình nhá. Đấy thì sử dụng rất là ok, rất là tuyệt vời. Đấy, đây là cái cách biến cái động cơ xe đạp điện thành cái máy phát điện công suất lớn mọi nhá. Đây mà, đây là những cái bánh xe đạp điện này. Đấy. Mọi người bình thường là mọi người phải cần đấu lối lại mình nhá. Đấu lối lại thì nó mới ra được điện áp cao, còn bình thường thì nó sẽ ra điện áp thấp. Mình nhờ có cái biến áp sắt như thế này mà mình nâng được điện áp nó lên một cách điều tuyệt vời mọi nhá. Đấy thì chia sẻ với mọi người. Quay chậm chậm mà nó điện áp nó ra được trên 200V mọi nhá. Đấy. Mình nói chung là tùy vòng tua càng cao thì điện áp nó ra càng cao. Đấy thì em muốn truyền đạt tới mọi người cái ý tưởng này. Mọi người thấy video hay hữu ích thì hãy cho em xin một like. Ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ em. Nếu mọi người thích video thì ấn số 1, không thích video ấn số 2 để cho em biết mọi người có thích những cái video kiểu như này không, để em tiếp tục ra những cái video kiểu như này mọi người nhá. Hãy xe đạp điện em mua để về chế cháo mọi này, rất là nhiều. Ở dưới em để dưới mấy con nữa cơ. Rồi video này em chia sẻ mọi người cách mọi người biến cái động cơ xe đạp điện thành cái máy phát điện công suất lớn. Đấy, mọi người có ý kiến thắc mắc gì thì cứ comment bình luận phía dưới để cho em hoặc mọi người biết thì sẽ trả lời những cái ý kiến thắc mắc của mọi người nhá. Đây rất đơn giản thôi, mọi người sử dụng cái biến áp sắt này. Đấy, biến áp sắt này nó có cái mục đích là tăng hoặc giảm điện áp mọi người nhá. Đấy, làm tăng hoặc giảm điện áp thì mình muốn tăng thì mình làm theo kiểu tăng, và muốn giảm thì đấu lối theo kiểu giảm mọi người nhá. Lối theo kiểu giảm, muốn tăng thì điện áp vào cửa biến áp, thì bây giờ mình làm máy phát điện mình làm kiểu như thế này thì mình điện áp vào thì mình làm điện áp ra. Thế thôi, nó rất đơn giản mọi người nhá. Đấy, cực kỳ đơn giản. Đấy. Rồi video của em kết thúc tại đây. Mong mọi người ủng hộ video và cập nhật những video mới nhất mà em đăng tải lên mọi người bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người video sắp tới.